Xin chào tất cả các bạn, mình là Antidote đây. Như các bạn đã biết thì ở cái vấn nạn hack và cheat ở trên tất cả các tựa game bắn súng ấy không còn điều quá xa lạ nữa. Nhưng với Apex Legends thì một cái tựa game đang nổi như cồn hiện nay thì cái vấn nạn hack cheat này ấy lại là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, tổn hại rất lớn đến từng cái người chơi Apex Legends. Các bạn cũng có thể thấy được là bài học rất lớn của PUBG 2 năm về trước. Từ cái game cũng rất là đình đám, nhưng mà chỉ vì có hack số lượng quá lớn và bên nhà sản xuất game không thể làm được gì, không có một cái biện pháp gì thực sự là triệt để, mà đã mất đi thực sự là quá nhiều người chơi game PUBG, trong đó có cả mình nữa. Những cái phần mềm hack này nó rất là tinh vi và thay đổi theo từng ngày từng giờ luôn, liên tục thay đổi. Các bạn cũng có thể thấy được đây là một cái giao diện phần mềm hack aimbot ở trong Apex Legends mà mình có tìm được ở trên những cái mạng xã hội. Giao diện rất là đơn giản và dễ sử dụng đúng không? Thế mới có thể thấy được cái phiên bản hack nó cao cấp tới mức nào. Rất nhiều người chơi ấy là ở Trung Quốc hay là ở Việt Nam thôi cũng bỏ một cái số tiền ra khoảng 60 cho đến 150 đô để mua một cái bản hack về sử dụng. Vị chi tính ra là khoảng từ 1,2 triệu cho đến 3 triệu đồng một bản hack, so với một cái tựa game Apex Legends là game miễn phí. Mình xin nhắc lại là game miễn phí nhá. Mình nghĩ những cái người mua cái hack này chủ yếu là cái mục đích là phá game thôi, và thực ra là muốn thể hiện cái tôi của mình tí, kiểu muốn thể hiện ta đây oách kiểu mẹ xị sò không. Chứ một người chơi bình thường như các bạn, như mình, chả bao giờ bỏ tiền vào một cái kèo mà các bạn nghe các bạn đã thấy lỗ rất là nhiều rồi. Còn đối với bên nhà sản xuất game thì sao? Bên phát hành game thì sao? Nhưng mình cũng đã đọc và cũng đã nói với các bạn, thảo luận với các bạn ở những cái phần comment, ở những cái clip khác ở về YouTube của mình, thì bên nhà sản xuất game họ đã ban 60.000 tài khoản hack. Tiếp theo, sau một cái bước đấy, bước tiếp theo họ ban tiếp 350.000 tài khoản sử dụng hack cheat khác nhau. Thì họ cũng đã phát biểu ở trên cái trang mạng xã hội ấy rằng cái đội ngũ Respawn, cái đội ngũ chống hack này rất gắt với cái tình trạng hack này. Và các bạn cũng có thể thấy được ngay là cái việc mà ban 350.000 tài khoản khách mà bây giờ so với cái lượng người chơi, cái lượng tài khoản là 5 triệu tài khoản thì nó vẫn là quá là ít ỏi, và bản thân chúng ta chơi vẫn gặp quá là nhiều hack và gần như là cảm thấy cái biện pháp này không có một hiệu quả một chút nào cả. Vậy thì ngày hôm nay mình muốn thông báo đến tất cả các bạn, những người chơi game Apex Legends, một cái tin rất là vui. Đó là cái game, nhà sản xuất game đã có thông báo đầu tiên về cái việc chống hack này. Từ bây giờ tất cả những cái tài khoản sử dụng hack cheat bị phát hiện sẽ bị cấm theo ID máy. Cấm theo ID máy ở đây tức là gì? Tức là nếu mà bạn bị phát hiện là bạn sử dụng hack ấy thì cái máy tính mà bạn đang chơi, mà bạn vừa sử dụng hack đấy sẽ không bao giờ có thể chơi lại game Apex Legends một lần nữa. Tất cả những cái tài khoản nào sử dụng hack cheat bị bắt đều sẽ bị như thế này, và tất cả những cái tài khoản nào được lập trên cái máy tính đó trước khi bạn hack, trước khi bạn bị phát hiện ra hack thì đều bị đánh dấu. Bị đánh dấu ở đây nghĩa là sẽ bị nhà sản xuất chú ý kỹ hơn là cái tài khoản này liệu có hack tiếp hay không, và bị ban 30 phút. Đây là một cái hình ảnh của một hacker khác bị ban và chia sẻ lên trang mạng xã hội mà mình thu thập được. Sau khi mà bị áp dụng cái hình thức là ban theo ID máy thì anh ta sau khi mà bị ban ấy, anh ta đã thay đổi tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi thứ, nhưng mà anh ta vẫn không thể gỡ được ban, và anh ta quyết định là anh ta sẽ chơi Apex Legends một cách bình thường như những người chơi khác. Mình nghĩ đây là một cái bước đi đầu tiên trong cái việc chống hack của nhà sản xuất game. Nếu các bạn có chơi Call of Duty ấy thì các bạn cũng biết được đây là một cái phương án chống hack của cái tựa game này đưa ra, và mình cảm thấy nó rất là hiệu quả. Phương án ban theo cái ID máy này mình nghĩ tốt hơn nhiều so với cái việc mà trước đây các bạn chỉ ban theo IP mạng mà thôi. Nó rất dễ bị lách qua và nó rất dễ bị phá ở những cái tựa game khác nữa, không chỉ là cái ở tựa game bắn súng này. Thì cái biện pháp này, cái biện pháp ngăn cản theo ID máy này sẽ giúp cho hacker không thể chơi game được một lần nữa, cấm các hacker có thể chơi game được, và cũng như là cảnh cáo những cái người mà có ý định mua hack ngay từ trong trứng. Mình nghĩ đây nó mới chỉ là cái bước đầu thôi, cái bước đặt nền móng để cái nhà sản xuất họ tiếp tục phát triển cái hệ thống chống hack của mình. Vì các bạn có thể biết được cái thủ đoạn hack cheat ấy, nó rất là tinh vi và nó biến đổi từng ngày từng giờ. Và tất cả những cái công ty sản xuất phần mềm hack ở Trung Quốc ấy, khi mà các bạn vào mua 60 đô đến 150 đô ấy, họ vẫn có một cái cam đoan rằng là cái phần mềm này sẽ không bị phát hiện mà cũng không thể bị ban được. Tuy rằng thì là mình nghĩ là nó quảng cáo thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ có một vài cái tài khoản lọt qua được, thì nên họ vẫn phải tiếp tục họ phát triển cái hệ thống chống hack này. Nhưng mà chỉ là một vài tài khoản thôi, còn về phần lớn là các bạn sẽ không thể vượt qua và cũng sẽ không thể hack được, nghĩa là chúng ta sẽ không thể gặp quá là nhiều hack. Với cái bước đầu mạnh mẽ như thế này ấy, thì nhà sản xuất hoàn toàn muốn cảnh báo với tất cả những ai mà muốn thử một lần chơi lớn xem nào ấy, mà muốn sử dụng cái phần mềm thứ ba khi mà các bạn chỉ cần mang đi giải đấu thôi, một cái chuyện mà rất là không thể, đúng không? Thì các bạn sẽ họ cảnh cáo luôn để không có hiện tượng xảy ra như CSGO. Đây cũng là một cái tin buồn với những cái hacker, nhưng mà thực sự là một cái tin rất là vui và chấn động đến cộng đồng Apex Legends ở nhiều nơi, và chủ yếu là ở Việt Nam chúng ta. Tôi thấy anh em vào kêu ca hack quá trời luôn, thì hy vọng đây sẽ là một cái niềm vui và khích lệ cho anh em là có thể quay lại để động lực chơi thêm game được nhiều hơn nữa. Còn anh em nào còn thắc mắc hay là muốn có một cái biện pháp mạnh hơn, mạnh tay hơn, có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Và nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe với mình để đón xem những cái video khác của mình nhé. Mình rất cảm kích về điều này. Xin chào và hẹn gặp lại.